Chúng tôi xin có vài lời giới thiệu sư phụ Thanh Hải. Kính thưa sư phụ, kính thưa quý vị, hơn một năm trước, tôi được một người bạn cho mượn một cuốn băng thuyết pháp của vô thượng sư Thanh Hải. Lúc đó, tôi cảm thấy không quan tâm mấy về cuốn băng này, vì đã nghe thuyết pháp ở nhiều nơi, và tôi nghĩ rằng cuốn băng này cũng giống như những bài thuyết pháp khác. Sau khi đem băng về nhà xem, tôi thấy cuốn băng này khác hẳn, vì lời giảng của sư phụ hết sức có ý nghĩa, cho nên tôi đã quyết định ăn chay. Sau một thời gian ngắn, tôi lại quyết định xin truyền tâm ấn, vì thấy sư phụ giảng giải rất hợp lý, và chân lý do Ngài chỉ dạy không chừa ra một tôn giáo nào, mà là sự hòa hợp của tất cả mọi tôn giáo. Sau khi truyền tâm ấn, tôi thấy có nhiều thay đổi trong chính tôi và hiểu được có một cái gì đó cao hơn là đời sống vật chất, một tương lai tốt đẹp hơn để tôi phải tìm hiểu và tiến tới. Mọi người xung quanh cũng thấy được sự thay đổi này trong tôi và cảm mến tôi hơn trước rất nhiều. Sự đòi hỏi về vật chất cho chính tôi cũng ngày một giảm bớt, không còn ham xe cộ, nhà cửa hay tiền bạc như trước, mà lại thích làm việc thiện nhiều hơn. Ngoài ra, những việc tôi cầu sư phụ dù là nhỏ bé cũng được sự giúp đỡ. Gia đình tôi cả thảy 12 người đều được truyền tâm ấn và đều có nhiều thể nghiệm tốt đẹp. Chúng tôi cảm thấy rất may mắn đã có được một vị minh sư dẫn dắt trên con đường đạo cũng như đường đời. Hôm nay, chúng tôi rất sung sướng được sư phụ chấp nhận đến đây, trao truyền chánh pháp để mọi người đều được lợi ích. Chúng con xin cảm ơn sư phụ và xin giới thiệu cùng quý vị vô thượng sư Thanh Hải. Cảm ơn. Thank you. Thank you very much. Kính thưa quý vị, sư phụ rất là mừng trời mưa gió tạnh lẽo mà quý vị cũng phát tâm đến đây để nghe pháp. Chẳng những người Việt mà những người Mỹ, những người Mỹ thông minh cũng đến đây để nghe pháp. Như vậy là sư phụ nghĩ rằng thế giới của mình, sư phụ nghĩ rằng chúng ta có hy vọng trong tương lai. Hy vọng cho thế giới, hy vọng cho nước Mỹ và hy vọng cho nước Việt Nam. Thường thường, những người Việt Nam nào cũng có cái khuynh hướng tu hành. Thường thường, phần đông người Việt Nam đều có đi chùa, đi nhà thờ hoặc là ở nhà tu hành theo một phương pháp nào đó, theo một tông phái nào. Những người Mỹ thời đại này cũng vậy, họ cũng nghiên cứu thiền học, họ cũng nghiên cứu Phật pháp, họ cũng nghiên cứu thánh kinh, và họ cũng có theo một trong những tông phái hoặc là một trong những vị thầy nổi tiếng của thời này, hoặc là những môn pháp nổi tiếng để mà họ tu hành. Thì sư phụ đến đây, ngoài cái sự mà được đệ tử mời thỉnh á, còn có một cái mục đích nữa là nhắc nhở quý vị càng thêm tăng tiến trên con đường tu học, để cho thế giới mình thêm bớt những sự loạn lạc, bớt những sự bạo lực. Tu hành có rất nhiều phương pháp, những người tốt cũng có rất nhiều giai cấp. Những phương pháp tu hành thì có rất nhiều. Có người chủ trương rằng phải ép xác, phải nằm đất, phải làm này làm kia, phải giữ giới, rồi phải lạy Phật theo cách này, phải lạy Phật theo cách kia thì mới chứng được cái đạo quả. Có người chủ trương rằng khỏi cần gì hết, tự nhiên cũng thành. Dầu rằng những người chủ trương khỏi cần tu hành cực khổ cũng được thành đạo đi nữa,
họ cũng đã mở mang rất nhiều cái đường lối cho những người mà chưa bao giờ nghĩ đến sự tu hành. Họ bắt đầu họ nghĩ. Thí dụ tại sao ở Oregon đây có rất nhiều người Mỹ đến đây dự thính, cũng bởi vì họ đã từng biết qua những cái quan niệm tu hành rồi. Chứ nếu mà lần đầu tiên họ nghe đến sự pháp sư hoặc là thuyết pháp, chưa chắc gì họ đã có cái sự đặc biệt hấp dẫn gì cho họ để mà họ đến. Cho nên tất cả những vị thầy nào mà có công khai phá con đường tu hành để dẫn dắt nhân loại, họ đều có công trạng hết. Nhưng mà mỗi vị thầy dạy một cách khác nhau, tùy theo cái trình độ của những người học trò đó, tùy theo cái mục đích của những người đến học với những vị đó, hoặc là muốn đi học đạo. Thí dụ mình gặp một vị thầy mà dạy mình ăn chay, dạy mình giữ giới, dạy mình tu hành nghiêm nhặt, là bởi vì cái tâm mình muốn như vậy. Cái tâm mình muốn tu hành đàng hoàng, muốn tu hành nghiêm túc, muốn noi theo những vị thầy hồi xưa, khép mình, có discipline, có quy luật để mà tu hành, mà giảm bớt những cái sự ăn chơi phù phiếm. Đó là tại vì tâm mình muốn như vậy, tâm mình thích những cái lý tưởng như vậy, mình nghĩ rằng những cái lý tưởng đó rất là cao, mình phải noi theo, mình phải có cái sự hy sinh trong sự tu hành. Thì thế nào sớm muộn gì mình cũng gặp một vị thầy như vậy hợp với cái lý tưởng của mình để mà mình tu. Thì khi mình gặp những vị thầy đó mình thích liền, họ nói ra là mình chịu liền. Tại giống y như mình đã từng mong muốn, giống y như cái lòng ước đoán của mình, giống y cái lý tưởng của mình vậy. Còn thí dụ như mình không thích tu hành nghiêm mặt, mà mình cũng muốn được biết cái gì gọi là Thượng Đế, cái gì gọi là vũ trụ, cái gì gọi là nhân quả, cái gì gọi là luật của thiên nhiên, luật của trời đất, luật tiến hóa của nhân loại. Mình cũng muốn biết như vậy, nhưng mà mình không muốn theo một cái quy luật, mình không muốn ép sát, mình không muốn ăn chay. Mình muốn mình tu được chỗ nào hay, chút nào hay chút đó vậy đó. Mình hiểu được chút nào hay chút đó. Mình muốn là vừa hưởng thụ cuộc đời mà vừa có thể biết được những sự tu hành. Thì thế nào mình cũng gặp một vị thầy họ dạy mình như vậy. Họ cũng đem những giáo điều có lẽ là của những vị thầy hồi trước, cao siêu hồi trước dạy cho mình. Họ nói rằng Đức Phật nói rằng Niết Bàn là như thế nào, Đức Chúa nói rằng Thiên Quốc là như thế này, hoặc là Khổng Tử nói như thế nọ, Lão Tử nói như thế kia. Họ cũng đem những cái giáo điều cao siêu đó mà giảng cho mình biết, mà giới thiệu cho mình biết. Nhưng mà họ cũng sẽ nói với mình rằng anh muốn làm sao đó anh làm, muốn ăn chơi sao cũng được, muốn thả lỏng mình cách nào cũng không sao. Họ nói rằng anh làm sao cũng được, tại vì Thượng Đế rất là bao dung, Phật Bồ Tát không có chấp trách chúng sanh á. Thì sư phụ nghĩ rằng hai cái đường lối này kể ra thì cũng không phải đường nào sai. Nhưng mà tại sao phần đông đa số minh sư đều phải tu hành cẩn mật, đều phải nghiêm túc, phải giữ mình, phải trì giới, phải ăn chay mới đạt được quả vị tối cao nè? Là bởi vì không phải Thượng Đế giới hạn con người, không phải Thượng Đế không bao dung, không phải Phật Bồ Tát chấp trách chúng sanh, nhưng mà chúng ta chấp trách chúng ta vậy. Chúng ta không thể bao dung được cho những lỗi lầm của chúng ta. Mặc dù vị thầy của mình nói cách nào đi nữa, sợ e rằng mình không tha thứ cho mình được. Cho nên sư phụ nghĩ rằng mặc dù hai con đường
nói ra thì có vẻ hợp lý hết, giống nhau, hơi giống giống nhau, cũng nói rằng sẽ đạt được mục tiêu tối cao, tôi cuối cùng giống nhau, cũng nói một đạo lý cũng tương đương như nhau, chỉ có khác cái sự quy luật và sự ép mình mà thôi. Nhưng mà sư phụ nghĩ rằng có lẽ cái con đường mà có quy luật đó, có giới điều đó, ăn chay đó, nó đem cái sự lợi ích cho mình nhiều hơn, nó giúp đỡ cho mình một cách hữu hiệu hơn, mau lẹ hơn là cái con đường mà buông thả hoặc là con đường không có giới luật. Bởi vì cái tâm của con người phàm phu nó hạn hẹp, đời đời kiếp kiếp mình đã bị nhồi sọ rằng làm những việc này thì nó xấu, làm những việc này thì nó tốt. Bây giờ mình đùng một cái biểu mình nghĩ rằng làm những việc đó không sao á, sợ e rằng mình chịu không nổi thôi, sợ e rằng mình không tin nổi cái sức mình thôi, sợ e rằng mình không tin nổi cái lời của vị thầy mình nói mà thôi. Hả? Chứ không phải Thượng Đế nói, Thượng Đế là một người không có bao dung, không có tha thứ những tội cho mình, sợ mình không tha thứ cho mình được thôi. Cho nên sư phụ đi đâu cũng chủ trương rằng muốn tu hành cho đến đích cuối cùng phải giữ giới đó, phải ăn chay đó, phải làm những cái điều hợp với đạo lý của con người ở cái thế giới này. Cho dù rằng sau đây nếu mà mình đã tu hành đến những cảnh giới cao, mình có thể nhìn thấy rằng tất cả đều là mộng ảo, tất cả đều là hoang tưởng. Nhưng mà trong lúc mình ở trong mộng đó, trong lúc mình ở trong cái hoang tưởng đó, mình không thể thoát ra cái định luật của nó. Thì bây giờ sư phụ nói một cái ví dụ thôi. Ví dụ như con trâu ở bên Việt Nam, thường thường cái mũi nó đâu có bị sỏ như vậy phải không? Nhưng mà con trâu á, bên Việt Nam khi mà một người mua về rồi sỏ cái mũi cho đây. Tại sao? Tại con trâu nó cứng đầu lắm. Thì phải xỏ cái mũi cho này, rồi kéo từ mũi kéo ra thì nó đau á, nó phải đi theo cái người chủ. Cái thế giới này nếu như mà không có sự trừng phạt những người làm dữ, không có sự khuyến khích những người làm lành á, thì sinh mệnh, tài sản, tinh thần của những người công dân trong thế giới này sẽ bị hăm dọa, sẽ bị khủng bố, sẽ bị lấy mất đi. Cho nên cái luật nhân quả mới hiện hành, đặng mà điều hành cái thế giới này cho nó có trật tự. Bây giờ mình đã ở trong cái thế giới này rồi, cũng như con trâu bị xỏ mũi rồi, nếu mình không đi theo cái đường dây kéo đó, mình sẽ bị đau khổ lắm. Nếu mình có quyền lực mình bẻ được cái vòng mà xỏ mũi đó ra, thì mình có thể nói rằng tôi tự do, tôi không muốn làm gì cũng được. Nhưng mà mình chưa bẻ được, mình còn ở sống trong cái thế giới này, sống trong cái ngục tù của cái thân thể này. Cho nên mình phải tùy cơ ứng biến. Bởi vậy cho nên tất cả những vị minh sư nổi tiếng trên thế giới từ trước đến nay đều khuyên học trò phải giữ gìn giới luật, phải bảo vệ, phải tôn trọng cái trật tự an ninh trong cái thế giới của mình sống, rồi mới đạt được cái mục đích tối thượng của mình, vượt qua cái thế giới mà mình sống đó. Cho nên nhiều người nói sư phụ ngôn ngữ là vô thường, cái đời này là mộng ảo, tại sao sư phụ cứ chấp chay chấp mặn, cứ chấp giới chấp luật này kia. Sư phụ nói nếu anh nói chay cũng như mặn, mặn cũng như chay, thì vợ mình cũng như vợ anh ta sao? Vậy khỏi cần cưới phải không? Tiền của mình cũng như tiền ta, thì khỏi cần đi kiếm tiền. Coi nhà băng nào nó nhiều tiền mình như mình lấy rồi, tiền của mình mà, chưa mình chưa được tới mức đó phải không? Ai đánh mình cũng biết đau á, mình cũng giận dữ, mình muốn đánh lại chứ. Trừ khi nào mà
người ta đánh mình bên phải, mình đưa luôn bên trái như là Chúa Giê-xu á. Chừng đó mình có thể nói rằng không chấp này, không chấp kia. Nhưng mà chính Đức Phật, chính Đức Chúa tới phút cuối cùng vẫn ăn chay. Quý vị về đọc kỹ Thánh Kinh, đọc kỹ Phật, Kinh Phật, thế nào cũng biết cái sự này. Cho nên mình không thể nói rằng mình giỏi hơn Phật, giỏi hơn Chúa, để rồi mình không chấp chay chấp mặn. Thí dụ như Lục Tổ Huệ Năng là một vị thiền sư nổi tiếng nhất từ xưa tới nay á. Mà cái lúc Ngài tu hành, Ngài vẫn ăn chay như thường, thấy không? Trốn ở trong rừng 16 năm á, phải ở chung, ở lộn với những người đi săn. Như vậy mà Ngài vẫn ăn chay như thường. Rồi những cái người thợ săn đó hỏi, tại sao nhà ngươi không ăn thịt? Ngài nói cái bụng tôi nó chịu không nổi thịt. Như vậy đó mà Ngài ăn chay mà tu hành. Mà cái lúc đó Lục Tổ Huệ Năng đã khai ngộ rồi nha. Đã lãnh y lãnh bát rồi đó nha. À, tại vì muốn bảo vệ thân mệnh, muốn bảo vệ cái pháp, tại chưa đúng thời cơ mà ra hoằng pháp, cho nên phải trốn trong rừng thôi. Chứ Ngài đã lãnh y lãnh bát rồi, đã được ngũ tổ, tức là thầy của Ngài, ấn chứng rằng Ngài là vị tổ thứ sáu. Tại thời cơ chưa đến phải đi trốn thôi. Cho nên mình chưa khai ngộ, mình đâu có thể nói rằng không chấp chay chấp mặn được. Cái người đã khai ngộ, đã lãnh y lãnh bát rồi mà còn ăn chay. Mà cái lúc đó Ngài ở chung trong những người thợ săn, chứ đâu phải ở trong chùa đâu, mà nói là phải làm gương cho mấy người đó, hoặc là phải giữ giới không thôi mấy ông thầy kia, ông lại ông làm phiền, hoặc là sợ ông thầy mình ông la, hoặc là sợ những tín đồ của Phật giáo họ phê bình. Những người nào mà ở trong chùa đó thì mới nói là tại vì ở trong chùa phải ăn chay. À, còn Ngài Lục Tổ Huệ Năng là trốn ở trong rừng 16 năm mà trốn chung với mấy người ăn thịt nữa. Ở đó mà ăn thịt là một chuyện tầm thường, tại người ta đi săn thì ăn thịt mà. Nhưng mà Ngài vẫn giữ giới ăn chay. Đó là mình nên biết. Ăn chay là một sự giúp ích vô cùng cho sự tu hành, là một sự không thể thiếu thốn nếu mà mình muốn đạt được cái quả vị vi tế trong trời đất. Nếu mình muốn đạt được những quả vị thường thường thôi, à, hiểu biết một cách có giới hạn thôi, tới mức độ nào đó thôi, thì mình có thể ăn gì cũng được, uống gì cũng được. Nhưng mà mình muốn cho thân khẩu ý mình nó càng thanh tịnh thêm lên, để mà đón nhận những cái sự hiểu biết cao cả hơn, cái sự hiểu biết nó vi tế hơn nữa, thì mình phải tinh hoa thân khẩu ý thôi. Thí dụ như cái ống nước á, ống nước nào cũng được, nó dơ nó sạch gì cũng được, nếu mình bắt vô trong cái nguồn á thì nước nó sẽ chảy ra, phải không? Có nước, mình kêu rằng có nước, thấy thì nước nó chảy ra, nhưng mà nó chưa được sạch sẽ lắm. Cái nước đó uống nhiều khi nó không có bổ dưỡng tinh thần mình tới mức tối đa, nhiều khi nó làm trục trặc cho thân thể của mình nữa. Còn cái ống nước mà sạch sẽ vô cùng đó, thì nước từ trong nguồn chảy ra mình có thể uống được liền, mình khỏi cần phải nấu. À, mà nó làm cho bổ dưỡng tinh thần của mình tới mức tối đa, không có phương hại tới cơ thể. Thì y như vậy, cái thân thể của mình là thân thể được sinh ra từ đấng thiêng liêng, từ một sự thiêng liêng mầu nhiệm. Nếu mình làm cho nó chướng ngại đó, nó có những cái sự không có được thanh tịnh, làm cho nó nhơ bẩn đi, thì cái nguồn sống thiêng liêng mà đi đến từ trong thân thể mình mà nó phát ra ngoài đó, để mà gia trì cái thế giới này, thế nào nó cũng bị lu mờ đi một chút, thế nào nó cũng bị u ám đi một phần, thế nào cái sự lợi ích của nó cũng giảm thiểu rất nhiều, đôi khi nó còn có hại một chút cho thế giới này nữa. Vì vậy cho nên nếu chúng ta thật tâm muốn hiểu biết đất trời, nếu chúng ta thật tâm muốn thành một cái công cụ lợi ích cho nhân loại và thế giới, thì chúng ta phải tịnh hóa cái thân khẩu ý của mình, phải ăn chay, phải giữ giới, để làm cho mình trở thành một cái công cụ vô cùng trong sạch.
Rồi những cái gì phát ra từ mình á, nó mới trong sạch được. Chứ còn nếu không như cái ống nước chưa có sốt sạch, mặc dù có nước chảy ra, thấy thì nó cũng giống như những cái nguồn nước khác, những cái ống nước khác, nhưng mà cái sự trong sạch vi tế nó chưa có đạt được. Thí dụ như quý vị nào hồi trước kia ăn mặn á, rồi sau này trở thành ăn chay á, lúc đó mới cảm thấy cái sự khác biệt giữa chay và mặn. Chứ chưa bao giờ ăn chay, cứ ăn mặn không, rồi cứ đứng đó cãi cọ nhau là khó thành. Nhưng mà sư phụ nói cái sự ăn chay đây á, là không phải sự ép uổng mình ăn chay nha, nhưng mà cái sự tự tâm tự ý mình liễu ngộ rằng sự ăn chay là một sự bình thường, một sự cần thiết, phát nguyện tự tâm mình thích, cái đó mới được. Hôm qua lúc sư phụ mới đến cái chừng 12 giờ khuya đó, còn ngồi nói chuyện như những vị đồng tu, chị ấy nói rằng hồi trước chưa gặp sư phụ chị cũng có ăn chay, nhưng mà ăn chay tháng 2 ngày thôi, mà ăn ngày 30 mùng 1 thì cứ quảng cáo với bạn bè hết, biểu tới ngày 30 mùng 1 phải nhắc giùm tôi nha, không thôi tôi quên. Rồi nhắc rồi, nhưng mà ăn chay rồi cứ đợi tới cái đồng hồ đó, đợi cái kim đồng hồ nó chỉ tới 12 giờ khuya là bắt đầu ra tay liền, ăn mặn liền. Đợi không kịp. Nhiều người như vậy đó, quý vị chắc cũng biết. Nhưng mà sau này gặp sư phụ rồi, đọc sách sư phụ rồi, hiểu được tại sao phải ăn chay rồi, tự nhiên thức tỉnh. Bây giờ thấy thịt không có thèm muốn, mà còn sợ cái mùi nó làm cho con người có vẻ muốn buồn nôn. Đi ngang qua hàng thịt hàng cá, cảm thấy không có được thoải mái. Quý vị đừng có nói rằng thành Phật rồi thì thấy thịt cũng như thấy chay, không có đâu. Thấy cũng hơi ngán ngán. Nhưng mà ngán, nhưng mà không có chê trách chứ, không có làm cho vẻ làm cao, không có đứng đó mà chửi bới người ta. Cái gì mình thích thì mình thích, cái gì người ta thích thì người ta thích. Mình không có kêu bằng làm những cái cách mà bên ngoài cầu kỳ để làm cho người ta hiểu rằng mình ăn chay, làm cho người ta cảm thấy khó chịu. Nhưng mà không phải cái xấu là cái tốt là cái xấu. Đối với những vị thành Phật rồi, hoặc là đối với những người khai ngộ rồi, xấu là xấu, tốt là tốt. Nhưng mà xấu thì kệ nó xấu, tốt thì kệ nó tốt.
chứ không có đứng đó mà cứ phân biệt hoài. Cái nào tốt thì tuyên dương ra, rồi tán thán những người làm theo, cổ động người ta làm theo. Nhưng mà cái gì nó xấu thì cứ để người nào muốn theo thì theo, chứ cũng không có làm những cái việc cực đoan để mà ảnh hưởng những người đó, dẫn giải đạo lý mà thôi, chứ không làm những việc cực đoan quá trớn. Như vậy đó kêu là không nghĩ thiện, không nghĩ ác. Chứ không phải không nghĩ thiện, không nghĩ ác là đi ra làm điều ác. Đã không thiện, không ác là làm sao làm điều ác được. Thành ra có nhiều người hiểu lầm kinh sách của Phật giáo, nghĩ rằng những người mà tu hành thì phải không chấp thiện, không chấp ác. À ha, không chấp thiện, không chấp ác, tại sao Phật dạy giới luật không sát sanh, không trộm cắp, không nói dối, không làm điều sằng bậy, không uống rượu, không ăn thịt. Như vậy là Phật có dạy đàng hoàng con đường thiện, con đường ác, phải không? Người Phật tử tu hành thập thiện, người Thiên Chúa giáo phải giữ 10 điều răn của Chúa. Như vậy tại sao nói rằng không nghĩ thiện, không nghĩ ác được? Không nghĩ thiện, không nghĩ ác là những người đã vượt qua thiện ác của thế gian thường tình. Họ thấy thì họ thấy vậy thôi, chứ họ không móng lòng phê bình, họ không móng lòng chửi bới, họ không móng lòng công kích. Họ chỉ dùng cái tâm từ, họ chỉ dùng cái lý luận hợp thời mà giải thích cho tất cả những người nào có duyên muốn nghe đi theo nghe mà thôi, chứ không ép buộc, không công kích và không chửi bới những người mà không theo hoặc là những người không biết. Nó kêu bằng không nghĩ thiện, không nghĩ ác. Cái không nghĩ thiện, không nghĩ ác đó là cái khi nào mình đã đạt tới cái cảnh giới của Phật Bồ Tát rồi, tâm mình vắng lặng, thấy những điều thiện ác của thế gian không có động tâm. Nhưng mà không có nghĩa rằng chủ trương những người ta phải làm ác. Chỉ khi đó họ nhìn thấy thiện ác đều là nhân quả báo ứng mà thôi. Họ không có vội vàng phê bình cái kẻ giết người, mà họ không có vội vàng tội nghiệp những người bị giết. Họ mặc dù khuyên rằng các con không nên giết người và khuyên những người bị giết không nên oán hận, nhưng mà tâm họ biết rằng cái đó đều là nhân quả. Cho nên chỉ khuyên những người đó sau này đừng nên trở vào cái vòng nhân quả đó rồi giết lại, giết tới giết lui với nhau mà thôi. Tâm họ không có thiên vị cái người bị giết, mà không có oán hận cái người sát, cái kẻ sát nhân. Đó kêu bằng không nghĩ thiện, không nghĩ ác, không chấp thiện, không chấp ác. Chứ không phải tự thân mình đi làm bậy, hoặc là tự miệng mình cổ động những người đi ra cướp của giết người. Cái đó là cái thế giới của Phật Bồ Tát. Mình không chưa có được cái cảnh giới đó, mình cũng không nên giải thích bậy bạ cho người ta theo những cái điều mà hiểu lầm của mình. Tự mình hiểu lầm đã là một việc vô cùng đáng tiếc. Không thể nào mà vì cái sự hiểu lầm của mình rồi đem ra giảng giải cho những người khác nghe, biểu những người khác phải đi theo, dùng đủ những phương cách để làm cho họ đi theo mình. Thí dụ họ tự nhiên họ đi theo thì không nói làm gì. Nếu mà dùng những phương cách cực đoan hoặc là cưỡng ép hoặc là mồm ép để cho người ta đi theo, cái đó còn tội lỗi hơn nhiều nữa. Bây giờ quý vị đã thấy cái sự khác biệt chưa? Con đường giữ giới và không giữ giới.